Xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của em. Em là Hùng, admin của kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và cũng rất lâu rồi, 3 đến 4 tháng rồi mà em cũng chưa ra được cái video nào. Thì tất nhiên là do tình hình dịch bệnh cũng như là sắp xếp công việc chưa quá tốt. Thì trong thời gian vừa qua cũng rất cảm ơn những khách hàng đã tin tưởng gọi điện và nhờ em tư vấn mua xe. Cũng rất xin lỗi những khách hàng mà em cũng chưa chăm sóc được quá là tận tâm, quá là sát sao cho cái nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian tới thì với cái cách làm mới cũng như là tình hình dịch bệnh cũng rất căng thẳng, chúng ta sẽ làm việc với nhau khá nhiều ở trong cái view như này. Và em cũng sẽ liên tục cập nhật ra video về giá xe tại thị trường Bắc Ninh là chủ yếu này, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương hay những tỉnh lân cận. Thì rất mong quý khách hàng ủng hộ. Và video đầu tiên sau quá trình trở lại thì chắc là chúng ta sẽ bàn đến giá xe của Toyota Vios, cái mẫu xe. Và ngày hôm nay mà em ghi hình là ngày 23 thì mẫu xe Toyota Vios 2021 phiên bản mới, form mới nâng cấp facelift thì Toyota Vios đã nâng cấp facelift khoảng 3 đến 4 lần trong 5 năm trở lại đây. Và mỗi lần thì chúng ta đều có nâng thêm option này, giảm giá bán này, như tặng đầu DVD, tặng full ghế da. Thì trong phiên bản nâng cấp mới này thì Vios sẽ có thêm một phiên bản RS giống như trên Honda City. Và cái giá bán thì chưa được công bố, sẽ có thể có giá vào chiều nay. Tuy nhiên thì trong video mới này chúng ta sẽ nói đến những cái chiếc xe cũ. Khi Toyota Vios hiện nay vẫn sản xuất những cái mẫu xe form 2021, tức là mới nhất. Tuy nhiên thì cái form đèn halogen mà vẫn đang bày bán trên thị trường ấy thì sẽ có mức giá như nào. Thì đa phần hiện nay những cái mẫu xe Toyota Vios đã đẩy đi gần hết ở một số đại lý rồi và chỉ còn tồn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản G thôi. Thì những mẫu xe này sẽ có mức giá niêm yết vẫn như vậy, 570 triệu. Những cái mẫu xe cũ này thì chúng ta sẽ bán và giảm khá nhiều so với thời điểm trước. Nó về với mức giá mà vào thời điểm ngâu đó, chúng ta sẽ giảm vào khoảng từ 15 đến 20 triệu tiền mặt và có thể đàm phán tặng kèm thêm một chút phụ kiện chính hãng. Thì giá xe, những cái mẫu xe này sẽ thay đổi liên tục theo cái lượng xe tồn còn lại, và những cái đẹp hay xấu nâng cấp thêm thì chắc chắn là sẽ tốt hơn rồi, nhưng đẹp hay xấu thì nó tùy vào mắt người. Tuy nhiên thì công nghệ đèn LED mà có thể sẽ được trang bị ở trên Toyota Vios full LED đấy, giống như trên Honda City từ 2017, thì Toyota Vios khả năng là sẽ ra mắt phiên bản full LED trong vòng thời gian sắp tới đây. Và mẫu xe sử dụng phiên bản halogen phản xạ đa hướng này thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh hiện nay chỉ dao động được khoảng 601 đến 602 một chút thôi, bao gồm cả khuyến mại rồi. Thì quý khách hàng có nhu cầu đặt xe sớm, lấy xe sớm hay cần tư vấn về phiên bản mới thì có thể liên hệ giúp em theo hotline đang được kèm trên video. Rất mong quý khách hàng sẽ ủng hộ channel Hùng Xe Hơi, và trong những cái thời gian tới sẽ có rất nhiều chuyên mục hay hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.